Đúng như dự đoán của giới mộ điệu, Nguyễn Công Phượng đã trở lại trong bản danh sách hội quân của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu với đội tuyển Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Lý do người hâm mộ Việt Nam không bất ngờ về sự trở lại của Công Phượng, bởi huấn luyện viên Jude trước đó đã lặn lội sang tận Nhật Bản để xem dò chân sút sinh năm 1995. Và có lẽ ai cũng ngầm hiểu, đó không phải là một chuyến gặp mặt chỉ mang tính chất hỏi thăm động viên của ông thầy người Pháp, mà đó chính là tín hiệu về một sự trở lại mang tên Nguyễn Công Phượng. Đã gần một năm khoác áo Yokohama FC, song Công Phượng hiện vẫn loay hoay trong việc tìm xuất đá chính tại đội bóng nước Nhật. Tính riêng ở mùa giải năm 2023, tiền đạo Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 6 phút ra sân cho Yokohama FC. Đáng buồn khi phải thừa nhận rằng Công Phượng chỉ xuất hiện rầm rộ trên các poster quảng cáo của đội bóng nước Nhật thay vì trên sân cỏ. Không được ra sân thường xuyên thi đấu, phong độ của Công Phượng bị nghi ngờ cũng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, việc trao cơ hội lên tuyển cho tiền đạo sinh năm 1995 ở thời điểm này của huấn luyện viên Chuze lại được coi là quyết định đúng đắn. Ở thời điểm hiện tại, phải thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam đang thiếu một tiền đạo giỏi. Nhìn lại vòng chung kết Asian Cup 2023, những chiến binh sao vàng ghi được 4 bàn, trong đó có hai lần chọc thùng lưới đội bóng mạnh hàng đầu châu lục là đội tuyển Nhật Bản. Một thành tích không hề tệ. Tuy nhiên, 3 trên 4 bàn thắng này đều đến từ những tình huống cố định. Tìm kiếm những bàn thắng ở các tình huống cố định trước các đội bóng mạnh là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên ở trận đấu với đối thủ là Indonesia, chúng ta đã bộc lộ khá nhiều điểm yếu, đặc biệt là khâu kết thúc. Cùng với đó là khó khăn trước những cầu thủ nhập tịch có thể hình tốt hơn rất nhiều. Điều này phản ánh thực tế rằng đội tuyển Việt Nam chưa có một tay săn bàn thực thụ để huấn luyện viên Chu J có thể giao phó trọng trách lập công. Trả lời trang Friday Digital của Nhật Bản, chiến gia người Pháp cũng thừa nhận, đội tuyển Việt Nam lúc này không có tiền đạo giỏi nên chúng tôi phải chuẩn bị rất kỹ cho các tình huống cố định. Đây là vũ khí quan trọng để chúng tôi gây nguy hiểm cho đối thủ. Trong bối cảnh hàng công của đội tuyển Việt Nam đang bị thiếu hụt, thì sự trở lại của Công Phượng ở đợt hội quân lần này được đánh giá là đúng người đúng thời điểm. Phong độ của Công Phượng có thể bị đặt dấu hỏi, song về đẳng cấp và vai trò của cầu thủ này với bóng đá Việt Nam thì lại là điều không phải bàn cãi. Quay ngược thời gian trở lại ngày 5 tháng 9 năm 2014, Người hâm mộ Việt Nam đã nức lòng khi chứng kiến công phượng solo giữa vòng vây của 6 cầu thủ đội tuyển U19 Australia trước khi tung cú sút chéo góc, hạ gục thủ thành Bojanis. Siêu phẩm này cũng giúp công phượng xây dựng tên tuổi trong lòng người hâm mộ nước nhà kể từ đó và người ta vẫn nhớ đến công phượng như một Messi của Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, lối chơi của công phượng đã thay đổi khá nhiều. Messi của Việt Nam đã bớt dườm già, thay vào đó là lối chơi dứt khoát nhưng vẫn đầy sự hiệu quả. Với tố chất đặc biệt, công phượng chơi bóng với màu sắc riêng của mình. Cầu thủ sinh năm 1995 có tốc độ, sức dướn cùng với khả năng đi bóng lắt léo. Như nhiều chuyên gia đã nhận định về Nguyễn Công Phượng, đây là cầu thủ thật khó để lẫn vào những tiền đạo khác. Một cầu thủ đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Như khoảnh khắc chúng ta nhớ về U19 Việt Nam, những vũ điệu trên mặt cỏ xanh, ta nhớ về khoảnh khắc lá vàng rơi, cùng màn ăn mừng cảm xúc, những điều đặc biệt ở một con người đặc biệt và một con người luôn biết cách tỏa sáng ở những khoảnh khắc đội nhà rơi vào thế ngặt nghèo. Cựu phó chủ tịch chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam. VFF Dương Vũ Lâm từng nhận xét trên tờ Thanh niên thế này. Công Phượng là cầu thủ có tố chất đặc biệt, không lẫn lộn với các tiền đạo khác. Cậu ấy có trí cầu tiến mạnh mẽ. Huấn luyện viên Chu Dê có thể chuộng sức trẻ, song không thể bỏ qua kinh nghiệm dạn dày của Công Phượng. Tính đến thời điểm hiện tại, tiền đạo sinh năm 1995 đã có tổng cộng 56 lần khoác áo các cấp độ đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý Công Phượng cũng từng nhiều lần đối đầu với đội tuyển Indonesia trong quá khứ và anh cũng thể hiện cái duyên ghi bàn vào lưới đội bóng với xứ Vạn Đảo. Lần gần nhất ở một giải đấu chính thức, Công Phượng xe lưới đội tuyển Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Ở trận đấu đó, từ tình huống đá phản góc, Tiến Linh đánh đầu ngược đưa bóng đến đập trúng đùi của Công Phượng, rồi bay vào lưới Indonesia. bàn tháng này có phần may mắn, song đã thể hiện được khả năng chọn vị trí chính xác của Công Phượng. Phải làm khách đến trào lửa Bung Karno dự sẽ là khó khăn lớn với các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Đây được gọi là thánh địa với người hâm mộ bóng đá Indonesia, các cổ động viên say mê bóng đá đến mức trở nên quá khích. Hãy tưởng tượng, sức ép và âm thanh cộng hưởng từ 77.000 khán giả sẽ là một sức ép khủng khiếp đối với những chiến binh sao vàng. Là thánh địa với người hâm mộ Indonesia, nhưng luôn là nỗi ác mộng với các đội bóng đến làm khách tại đây. Khi những thủ lĩnh như Quế Ngọc Hải hay Đặng Văn Lâm vắng mặt, thì kinh nghiệm trận mạc của Công Phượng dự sẽ đóng vai trò quan trọng. Chuyên gia đoàn Minh Sương nhận định, Công Phượng có bản lĩnh đáp ứng được khả năng giúp toàn đội đứng vững trên sân khách. Điều đó đòi hỏi cầu thủ phải có tinh thần thép mà tôi nghĩ nhiều cầu thủ trẻ chưa đảm bảo được. Chỉ cần chúng ta có bộ khung đứng vững trong vòng 10-20 phút đầu là được. Công Phượng được coi là hình ảnh đại diện cho bộ khung tiên phong, tâm lý thi đấu rắn giỏi. Do đó, tiền đạo sinh năm 1995 có thể truyền động lực cho các cầu thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam dưới áp lực khi phải thi đấu trên một sân bóng có số lượng khán giả lớn như Bung Karno. Giờ đây, đội tuyển Indonesia không còn là đội bóng thường chịu khuất phục trước đội tuyển Việt Nam trong quá khứ và trận thắng đoàn quân của huấn luyện viên Chu tại vòng bảng Asian Cup 2023 vừa qua đã phản ánh đúng điều đó. Công bằng mà nói, họ đã chơi hay hơn chúng ta về mọi mặt khi đó. Bản thân huấn luyện viên Chu cũng phải thừa nhận ở buổi họp báo sau trận. Đội tuyển Indonesia hiện nay khác với thời điểm Việt Nam đấu ở AFF Cup hay SEA Games trong quá khứ. Họ bổ sung những cầu thủ châu Âu với đội hình chất lượng hơn hẳn so với trước đây. Và trận thắng đội tuyển Việt Nam là thành quả cho một lối chơi đúng đắn mà đội tuyển Indonesia đã lựa chọn và áp dụng không chỉ hiệu quả trong lối chơi, đội bóng xứ Vạn Đảo còn sở hữu lực lượng hùng hậu, bên cạnh những cái tên có kinh nghiệm thi đấu nước ngoài như Asnawi, Wita Suleiman, Brad Mata, Akhan hay là EG Maulana. Đội tuyển Indonesia còn cho thấy sự đáng gờm với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng, trong đó ba cầu thủ nhập tịch của đội bóng xứ Vạn Đảo mà Công Phượng và các đồng đội cần phải để mắt tới là Jay Isjes, Ragnar, Orat Margoen và Tom Hayer. Jay Isz, sinh năm 2000, sinh ra tại Hà Lan nhưng có gốc Indonesia. Trong quá khứ, Jay từng khoác áo câu lạc bộ Go Ahead Eagles và Venezia FC của Ý. Trên trang Transfermarkt, Jay Isz đang có giá trị lên tới 900.000 euro. Với chiều cao ấn tượng 1m91, Jay được kỳ vọng sẽ là một trong những chốt chặn hàng đầu nơi hàng phòng ngự của đội bóng xứ Vạn Đảo. Bên cạnh đó, Ragnar dự cũng sẽ mang lại nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam ở lần đụng độ tới Tiền đạo sinh năm 1998 đang thi đấu cho câu lạc bộ Fortuna Sittard theo diện cho mượn từ Groningen. Khi vừa mới hoàn thành thủ tục nhập tịch Indonesia, Vragna đã chính thức được điền tên vào danh sách 28 cầu thủ nước này đối đầu với Việt Nam vào giờ chót. Còn về Tom Hay, cầu thủ này cũng là nhân vật vừa nhập tịch thành công, song đội tuyển Việt Nam cũng cần hết sức dè chừng. Cầu thủ sinh năm 1995 gây chú ý khi từng cùng U17 Hà Lan lên ngôi vô địch châu Âu năm 2012. Khi đó, Tom Hay sát cánh cùng ngôi sao nổi tiếng của Man City là Nathan Ake, cầm trịch tuyến giữa của đội trẻ Hà Lan, góp phần giúp đội bóng đánh bại nhiều cái tên như U17 Bỉ, U17 Ba Lan hay U17 Đức. Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam thiếu hụt nơi hàng công, thì việc đánh bại Indonesia sẽ là bài toán nan giải đối với huấn luyện viên Chu Sự vắng mặt của Tuấn Hải mang lại tổn thất lớn cho những chiến binh sao vàng. Nhưng không sao, vắng Tuấn Hải thì đội tuyển Việt Nam vẫn còn Công Phượng. Trên lý thuyết, Công Phượng và Tuấn Hải đều thi đấu trong vai trò là tiền đạo lùi. Cả hai đều có chung điểm mạnh là khả năng hút người và có thể tạo sự đột phá. Bởi vậy người hâm mộ có thể yên tâm khi Công Phượng hoàn toàn có thể khóa lấp được vị trí của Tuấn Hải. Nhiều khả năng huấn luyện viên Chuze sẽ không sử dụng Công Phượng trọn vẹn 90 phút ở trận gặp Indonesia. Thay vào đó, chiến lược gia người Pháp sẽ tung công phượng vào sân ở một thời điểm thích hợp. Tuy nhiên với khả năng cùng với cái duyên tỏa sáng xuất thần vốn có, chứng đó là đủ để công phượng tạo ra sự khác biệt cho đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Chu Dê có thể kết hợp công phượng văn toàn và tiến linh để tạo nên bộ ba tam tấu lợi hại trên hàng công có đó khoan thủng hàng phòng ngự của đội bóng sứ vạn đảo